ơn, chào mừng mấy chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ lên các sản phẩm quần kaki cho mấy chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm, đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để mấy chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên thì sẽ là tấm thiết kế quần kaki với cái tông màu của mình, nó sẽ là cái tông màu nâu nha. Mã của mình sẽ là H118, chiều dài là 103, bụng là 98 đến 104, đùi là 31 và ống sẽ là 18cm. Thiết kế cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng vuông. Em này mặc lên cũng rất là gọn gàng. Chất liệu kaki và cái chất liệu kaki của mình nó sẽ là chất liệu kaki co giãn. Độ co giãn cũng tương đối là tốt như này để đảm bảo cho quý chị chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu. Và cái sản phẩm của mình sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo. Cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái thiết kế cúc khóa của sản phẩm. Nó sẽ là hàng đồng kim loại nên là đảm bảo với quý chị là độ bền rất là cao, cũng đầy đủ túi chéo này, rộng rãi thoải mái cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Thiết kế các cái chi tiết túi đằng trước đằng sau rất là đầy đủ và phần cạp của mình nó sẽ là bo chun ở bên trong nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc lên co giãn, độ co giãn rất là tốt, mình mặc nó rất là thoải mái cho mình ở cái phần bụng này. Mã sẽ là H118 này, quý chị có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng chi tiết của sản phẩm, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm quần kaki với tông màu xanh tham. Cái này sẽ có mã là H119, chiều dài là 97, bụng là 92, đùi là 29 và ống sẽ là 21cm. Các bác thường mặc quần khoảng size 36 thì mình có thể là lựa cho em này. Thiết kế form dáng suông và ống cũng tương đối là rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu kaki rất là dày dặn này và em này sẽ là hàng không co giãn nên là lên cái form dáng đúng form chuẩn form cho quý chị. Và đặc biệt là bác nào bụng to bụng bự thì chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này cực kỳ hợp lý luôn. Cái cặp của mình sẽ là thiết kế cặp chu này và nó sẽ có một cái dây đai ở đây để quý chị có thể điều chỉnh cái phần cặp này sao cho nó vừa vặn với cái số đo vào bụng của mình. Mã của sản phẩm sẽ là mã H119. Bác nào yêu thích cái sản phẩm này của nhà Gramercy thì quý chị chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Tông màu xanh tha này sẽ là cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung và cũng cực kỳ là dễ phối đồ để cho quý chị chúng ta lựa chọn ở một sản phẩm với cái độ mới còn rất là cao. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần kaki với tông màu vin. Em này thì sẽ có mã là H120, chiều dài là 87, bụng là 74, đùi là 28 và ống là 21cm. Quý chị thường mặc quần size 27 thì mình có thể là yên tâm mình lựa chọn cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông, ống đứng này, các bác mặc lên thì nó không quá ôm mà cũng không quá rộng, rất là hợp lý để quý chị chúng ta lựa mình mặc đi chơi đi làm. Em này thì sẽ là một cái sản phẩm thiết kế suông trơ đơn giản, nói chung là cũng là một cái sản phẩm basic cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, cũng đầy đủ các cái chi tiết như là túi chéo ở đằng trước này, túi ở đằng sau để quý chị chúng ta lựa chọn để mình sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã H120, một thiết kế quần với tông màu ghi, form dáng suông trơn đơn giản. Các bác chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Và cái sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần với tông màu nâu bò. Em này thì cũng là một con quần chất liệu kaki, mã H121, chiều dài là 84, bụng là 84 luôn, đùi sẽ là 29 và ống là 17cm. Bác nào mà chúng ta yêu thích cái tông màu nâu bò này thì chúng ta có thể là chốt đơn em này. Với cái tông màu này thì bác yên tâm là mặc lên chèn chung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Chất liệu kaki và có cái độ co giãn rất là tốt thì là mình yên tâm là mặc lên thoải mái dễ chịu. Cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút các cái chi tiết cúc khóa này, làm rất là cẩn thận tỉ mỉ cho mình, túi chéo rộng rãi và đằng sau cũng có túi để cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Một thiết kế rất là đẹp mắt và độ mới cũng còn rất là cao. Mã của mình sẽ là mã H121, các bác có thể là quan sát lại cái chi tiết, cái phong dáng của sản phẩm. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một con quần với tông màu đen. Em này thì sẽ là cái chất liệu vải cũng rất là mềm mịn này, các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mình mặc đi ra ngoài cũng rất là ok. Mã H122, chiều dài là 97, bụng là 82 đến 100, đùi là 28 và ống sẽ là 13 đến 18cm. Cái phần gấu này sẽ là thiết kế gấu bo chun, nó sẽ là ôm gọn vào cái phần cổ chân của mình. Với tông màu đen thì quý chị chúng ta yên tâm là có thể phối đồ rất là đơn giản dễ dàng cho quý chị. Mình có thể là mặc với tất cả các thể loại trang phục với những cái tông màu khác nhau. Phía đằng trước này thì mình sẽ có thiết kế cúc bấm này, cực kỳ thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Cúc khóa làm rất là cẩn thận tỉ mỉ và cũng không thể thiếu được cái thiết kế túi chéo đằng trước, túi ở đằng sau để cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Mã của mình sẽ là mã H122. Form dáng của mình tương đối là ôm nên là bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu xanh rêu. Em này thì sẽ là một con là một cái con quần kaki cực kỳ dày dặn luôn. Mã H123, chiều dài là
92, bụng là 84, đùi là 28 và ống sẽ là 16cm cho quý anh chị chúng ta thường mặc quần size 32. Thì các bác có thể lựa chọn em này. Phong dáng của mình cũng là cái thiết kế phong dáng ôm, các bác mặc lên nó cũng rất là gọn gàng. Mình hoàn toàn có thể lựa chọn cái sản phẩm này mình mặc đi chơi đi làm. Đó, chất liệu kaki thì dày dặn và độ co giãn cũng rất là tốt. Để đảm bảo cho quý anh chị là mình mặc lên, thứ nhất là lên phong dáng chuyên chỉnh, thứ hai nữa là mình mặc lên nó thoải mái dễ chịu. Bên trên này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu, đây là một sản phẩm của nhà Slogger. Bên trên này sẽ là tem mác này và mã sẽ là H123. Các nào yêu thích tông màu xanh rêu cũng như là yêu thích cái phong dáng của sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là chúng ta chốt đơn hôm nay. Một thiết kế quần chất liệu kaki cực kỳ dày dặn lên phong dáng đứng form chuẩn form cho quý chị. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần với cái tông màu cũng khá là độc đáo này. Em này sẽ là một cái thiết kế tông màu tím đậm. Mã của mình là H124, chiều dài là 110, bụng là 88, đùi là 30 và ống là 19cm. Các bác thường mặc quần size 34 thì các bác có thể là ưu tiên lựa chọn cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông, cái ống của mình nó sẽ là ống đứng này, không quá ôm mà nó cũng không quá là rộng. Đó, chất liệu kaki và nó sẽ là hàng không co giãn, lên phong dáng chuẩn chỉnh cho quý chị. Chất liệu cực kỳ dày dặn luôn. Em này là một cái sản phẩm với cái chất liệu rất là đảm bảo cho quý chị. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Paul Smith. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này. Một cái sản phẩm rất là đẹp từ phong dáng đến chất liệu. Có điều là cái tông màu của nó sẽ là cái tông màu khá là kén người dùng. Bác nào yêu thích cái tông màu tím và yêu thích cái sản phẩm này cũng như là vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay để chúng ta chốt đơn. Một thiết kế còn rất là mới. Mã của mình sẽ là mã H124. Đó, chất liệu kaki cực kỳ dày dặn luôn. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, nó sẽ là một cái thiết kế quần của nhà Red Chase Mark. Bên trên này cái phần cúc của mình cũng có phần dập tên của thương hiệu luôn. Em này thì sẽ là một cái thiết kế với cái tông màu xanh và mã sẽ là H125, chiều dài là 107, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 17cm. Cái phong dáng của mình sẽ là thiết kế phong dáng ôm. Bác nào mà muốn mặc gọn gàng lịch sự thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Chất liệu của mình là chất liệu kaki và nó cái độ co giãn của nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Nhìn chung thì cũng có thể nói là nó không co giãn đi, vì là cái độ co giãn của nó cũng không đáng kể, nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên phong dáng chuẩn chỉnh và mặc cũng rất là thoải mái dễ chịu. Có điều là cái tông màu này cũng là một cái tông màu khá là kén người sử dụng cái tông màu này, nên là bác nào yêu thích cái phong cách độc lạ một chút thì chúng ta có thể là sử dụng cái em quần tông màu xanh mã H125 này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần và em này sẽ là cái sản phẩm tông màu ghi. Đây thì lại là cái tông màu mà được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Mã H126, chiều dài là 99, bụng là 82, đùi là 29 và ống là 16cm. Các bác thường mặc quần khoảng size 31 thì chúng ta có thể là lựa chọn em này. Cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm. Bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa em này cũng rất là hợp lý rồi. Một con quần nhã nhặn lịch sự cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Cũng thiết kế đầy đủ túi chéo đằng trước này, túi đằng sau cho quý chị chúng ta lựa chọn mình đựng ví, tiền, điện thoại. Mã của mình sẽ là H126 và cho quý chị chúng ta quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của cái sản phẩm này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một thiết kế tông màu của mình, nó sẽ là cái tông màu xanh rêu và cái tông màu khá là đậm. Với cái sản phẩm này nó sẽ là cái tông màu trung tính để cho quý chị chúng ta sử dụng được hàng ngày. Mã H127, chiều dài là 93, bụng là 74-94, đùi là 28 và ống là 16cm. Em này cũng là một cái sản phẩm quần thiết kế form dáng ôm, nó mặc lên cũng rất là gọn gàng nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc rộng rãi thoải mái cho mình ở cái phần phía trên này, nó mặc cực kỳ thoải mái luôn. Chất liệu cũng là cái chất liệu kaki mềm và em này sẽ là không có giãn, nhìn chung thì cái độ co giãn của nó cũng khá là ít thôi, không đáng kể. Và cạp sẽ là cạp chu này, bác nào muốn mặc thật là thoải mái thì chúng ta nên lựa chọn các cái thiết kế cạp chu như này. Có thêm một cái dây đai ở đây cho các bác chúng ta có thể điều chỉnh phần bụng này sao cho nó thật là vừa vặn. Mã H127 này và cũng không thể thiếu được các cái phần túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng, mình đựng ví, tiền, điện thoại. Các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ cái phong dáng của sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế quần với tông màu đen. Em này thì sẽ là một con quần vải túi hộp này và mã sẽ là H129, chiều dài là 90, bụng là 74, đùi là 32 và ống sẽ là 14-20cm. Quý chị có thể là quan sát cái phong dáng của em này. Cái thiết kế phần gấu này thì sẽ là thiết kế gấu bo chun này, gấu bo chun và nó sẽ là ôm gọn vào cái phần cổ chân của mình. Chất liệu vải dày dặn lên phong dáng đứng form chuẩn form. Bác nào yêu thích cái phong cách tối giản nhưng mà vẫn phải đảm bảo là trẻ trung năng động thì quý chị chúng ta hãy lựa chọn cái sản phẩm này, tông màu đen và nó sẽ là thiết kế quần túi hộp rất là đẹp cho quý chị. Và mình có thể thấy thì cái phần cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận, cái khóa kéo sẽ là khóa kim loại, độ bền rất là cao cho quý chị chúng ta lựa chọn mã H129 này.
một thiết kế cũng còn rất là mới luôn. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo thì lại là một con quần kaki tông màu xanh rêu. Em này có mã là H430, chiều dài là 85, bụng là 76-82, đùi là 29 và ống là 16cm. Cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 28-31 thì các bạn có thể lựa cho em này. Chất liệu kaki cực kỳ dễ dặn luôn và em này sẽ là cái thiết kế có cái độ co giãn cũng tương đối tốt để quý chị chúng ta mặc lên nó được thoải mái dễ chịu. Và cái chi tiết của mình thì nó cũng là cái sản phẩm quần cơ bản thôi, với đầy đủ thiết kế túi chéo đằng trước, túi đằng sau để cho các bác đựng ví, tiền, điện thoại. Và cho quý chị chúng ta qua kỹ một chút các cái thiết kế cúc khóa của sản phẩm này. Ở chất liệu kaki rất là dày dặn và mã sẽ là H131. Bạn nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần kaki tiếp theo, một con quần với tông màu kem. Cho bác nào yêu thích những cái tông sáng màu thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cũng tương đối là hợp lý. Với mã là H131, chiều dài là 98, bụng là 72, đùi là 28 và ống là 20cm. Một con quần cơ bản basic cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Thiết kế vòng dáng suông ống cũng tương đối là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu kaki mềm và em này sẽ là không co giãn, mặc lên vòng dáng đường form tròn form cho quý chị. Và các bác có thể là quan sát lại một lần nữa cái vòng dáng cũng như là các cái thiết kế chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã H131 này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Lucy. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm với cái tông màu của mình, nó sẽ là cái tông màu đen. Em này có mã là H132, chiều dài là 107, bụng là 88, đùi là 33 và ống sẽ là 22,5. Cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 34, mình có thể lựa chọn em này. Chất liệu em này thì cực kỳ dày dặn luôn và độ mới thì còn rất là cao. Form dáng suông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái và chất liệu của mình nó sẽ là cái chất liệu dày dặn và không co giãn, lên form dáng chuẩn chỉnh cho quý chị. Các bạn có thể lựa chọn em này chúng ta mặc hàng ngày mặc đi chơi đi làm. Tông màu đen này sẽ là cái tông màu mà rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã của sản phẩm sẽ là mã H132. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần với tông màu rêu. Em này cũng là một cái thiết kế quần với cái phần túi hộp ở bên trên hai bên ống quần. Mã H133, chiều dài là 100,5, bụng là 76, đùi là 31 và ống sẽ là 24cm. Cái phần gấu này của mình sẽ có một cái thiết bị ở đây, nó sẽ là một cái dây rút này để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần gấu này. Các bác muốn mặc ôm thì chúng ta có thể là kéo cái phần dây rút này lại. Còn nếu không, các bác mặc theo kiểu form dáng suông như này cũng rất là đẹp. Và mã sẽ là H133. Các nào yêu thích cái tông màu xanh rêu cũng như là yêu thích và vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta nhanh chóng và chúng ta liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Cái phần cạp này nó sẽ có một phần đắp chu như này để quý chị chúng ta mặc lên nó được thoải mái dễ chịu. Mã sẽ là H133, một thiết kế quần cũng phòng rất là mới. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo cũng là một em quần với tông màu xanh rêu luôn, nhưng mà cái tông màu xanh của em này thì nó khá là đậm. Mã của sản phẩm sẽ là H134, chiều dài là 93, bụng là 72-90, đùi là 27 và ống sẽ là 12-16cm. Cái phần gấu là gấu được bo chu này, mặc lên rất là gọn gàng cho quý chị. Cạp cũng là cạp chun co giãn tốt và có dây đai ở đây để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh sao cho cái phần cạp nó vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình. Hai bên sẽ có túi chéo này và đằng sau cũng có túi để cho quý chị chúng ta đựng ví, tiền, điện thoại luôn. Và mã sẽ là H134. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng mặc lên rất là gọn gàng. Rồi chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo sẽ là một con quần vải, tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Nó sẽ là một cái tông màu khá là tươi sáng để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Mã sẽ là H135, chiều dài là 93, bụng là 84, đùi là 27 và ống là 17cm. Các bác thường mặc quần khoảng size 32, các bác có thể lựa chọn em này. Và cái form dáng của mình sẽ là một cái form mặc tương đối ôm, em này mặc khá là ôm này, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta cũng có thể lựa chọn này luôn. Chất liệu của mình nó sẽ là cái chất liệu vải xốp, mặc rất là mềm mịn và chúng ta cũng lựa chọn em này mặc trong mùa hè thì cũng rất là hợp lý rồi. Mã H135 với cái tông màu mặc lên cũng tương đối là trẻ trung năng động. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần thiết kế với cái tông màu kem. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Mã sẽ là H136, chiều dài là 104, bụng là 88, đùi là 30 và ống sẽ là 20cm. Cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 34, các bác có thể lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông, ống cô này, ống đứng này. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu vải dày dặn và em này sẽ là hàng không co giãn, nhưng mà cái chất liệu vải của mình cực kỳ mềm mịn luôn, nên là các bác yên tâm là mặc lên cũng rất là thoải mái dễ chịu. Toàn bộ cúc khóa làm rất là tỉ mỉ này, các bác có thể là quan sát kỹ một chút. Và em này cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản basic thôi để quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày mặc đi chơi đi làm. Mã sẽ là H136. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy.
Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm nữa, cũng là một con quần với tông màu kem. Kem này thì sẽ là một con quần kaki giấy nặng với mã là H137, chiều dài là 99, bụng là 71, đùi là 32 và ống sẽ là 21 cm. Phong dáng của mình sẽ là thiết kế phong dáng suông. Bạn nào yêu thích cái phong cách quần ống rộng thì chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn kem này. Chất liệu kaki giấy dạng của em này sẽ là không co giãn này, chất liệu cực dày luôn. Cho các bác chúng ta coi kỹ cái cận chất của cái sản phẩm này, mã sẽ là H137, thiết kế đầy đủ túi trước túi sau cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại. Và em này sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Gujin, bên trên cái phần cúc này cũng dập tên của thương hiệu luôn, mã H137, một thiết kế quần kaki với cái độ mới cũng còn rất là cao. Rồi chúng ta cùng đến với một cái sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, sẽ là một mặt quần với tông màu xanh rêu. Em này thì sẽ là một thiết kế cạp chun co giãn tốt này, mã H138, chiều dài là 98, bụng là 72-94, đùi là 22 và ống là 14 cm. Cái form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng ôm, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Chất liệu của mình nó sẽ là cái chất liệu co giãn cực kỳ tốt này, có độ co giãn siêu tốt luôn, nên là các bác yên tâm là chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu. Còn những cái chi tiết khác của sản phẩm thì làm cũng rất là cơ bản basic thôi, cũng có đầy đủ túi ở đằng trước, túi đằng sau cho quý chị chúng ta sử dụng. Nhìn chung thì em này cũng là với em quần rất là đơn giản nhẹ nhàng để các bác chúng ta lựa chọn mình hàng ngày mặc đi chơi đi làm. Và cho quý chị chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Và bác nào yêu thích cũng như là vừa gặp với cái sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Em này sẽ có mã là H138. Đây là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng đã theo dõi tin hay ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhân danh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sản xuất Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sản xuất Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những tin live tiếp theo.